Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Gian Talon được trang bị bộ cấu hình đề sau SLX, đề trước DOG, rất cao cấp, bánh 26 inch, thương hiệu Gian, Gian chính hãng. Được dòng xe này được xuất sang các nước Nhật, Mỹ và như các nước châu Âu. Khung sườn nhôm, sơn nguyên bản. Mới nhập về còn khá là mới, do là xe đã qua quá trình sử dụng nên là trên khung có một vài vết xước nhỏ là không thể tránh khỏi. Còn về tổng thể thì các bác nhìn thấy trên video là xe còn cái độ mới rất là cao. Về trên tay lái thì cũng được trang bị bộ tay bấm DOG, khóa hành trình giảm tốc ở trên tay lái, phanh dầu. Được trang bị gạt trước, gạt phía trước là Shimano DOG, đằng sau đề chuyển số là Shimano SLX. Rồi bây giờ em sẽ vào quay chuyển động và đo size của chiếc xe để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe này sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 1m74-75 đi là phù hợp. Về sau SLX 9 tầng lip và 3 tầng đĩa, có 27 tốc độ khác nhau, chuyển động rất là chân chu mượt mà. Giá bán của chiếc xe này bên em đang bán với mức giá là 9,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm với chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.